Vâng, em chào các bác nhé. Thì tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho các bác xem một mẫu xe luôn đây ạ. Một mẫu xe đẹp từng chi tiết một coi nhá. Toàn bộ đây những phần táp lô đấy ạ, những phần vân gỗ coi nhá. Đó, những phần vân gỗ này nó zin nguyên bản luôn. Xe còn là khá là chất lượng luôn ạ. Một cái mẫu xe với giá chỉ có hơn 100 triệu nữa coi nhá. Đó, chỉ có 138 triệu thôi. Các bác đã sở hữu ngay một mẫu xe này rồi. Mẫu xe được mang tên là Daewoo Gentra coi nhá. Một mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc, động cơ 1.5. Đó, một mẫu xe với cái form dáng khá là đẹp luôn coi nhá. Nó rất là đẹp luôn. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, nó chỉ 6 lít rưỡi đến 7 lít trên 100 cây coi nhá, cả điều hòa. Phụ tùng của cái dòng này thì rất là sẵn đồ thay. Với cái form dáng sedan hai đầu nhìn nó khá là đẹp luôn các bạn. Đó, cái form dáng của cái dòng Gentra này nó rất là hiện đại luôn rồi nhá. Đó, đến thời điểm hiện tại bây giờ đây chưa bị lỗi thời một tí nào nhá. Nó vẫn còn rất là đẹp luôn ạ. Mẫu xe được sản xuất năm 2009. Các nhá, Gentra 2009. Mẫu xe này bên em chào bán mức giá là chỉ có 138 triệu thôi nhá. Vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 656 các nhá. Rồi em tắt cái đèn đi. Đó, địa chỉ em ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bên em chuyên mua bán dụng cụ toàn quốc và vận chuyển toàn quốc luôn ạ. Ở phí vận chuyển thì các bác thêm phí cho em nhé. Tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết bằng văn bản đầy đủ cho các bác nhé. Là xe không đụng không ngập nước. Về cái chất lượng xe bên em thì các bác hoàn toàn yên tâm. Tại vì sao bên em luôn luôn tuyển chọn và test thử rất là kỹ những cái mẫu xe nhập vào các nhé. Toàn bộ đây ạ, nội thất này nó còn khá đẹp luôn đúng không ạ? Rất đẹp luôn, táp ly cửa đây ạ. Keo chỉ là zin cả xe các nhá, có máy lổ cực kỳ êm luôn. Từ những phần táp ly đây, những cái phần nhựa đây ạ, nó còn rất đẹp luôn. Đây ạ, từng chi tiết một này. Có những con ốc còn nguyên bản viết sơn nhà máy đánh dấu nhá. Một mẫu xe là không taxi dịch vụ nhá. Ở cái dòng Gentra này thì rất là nhiều mẫu xe hay để dùng taxi dịch vụ các nhá. Nhưng mà đây là một mẫu xe gia đình luôn, không taxi dịch vụ các nhá. Đó, xe taxi dịch vụ thì nó không thể đẹp và cứng như mẫu xe này, và xe taxi dịch vụ là cũng rẻ hơn nhá, cũng rẻ hơn xe gia đình các nhá. Đó là em tư vấn luôn cho các bác ạ. Đó, xe đã độ lên cả màn hình kết hợp cam lùi và âm thanh nghe rất là hay luôn. Toàn bộ đèn đúng nhá, đã độ lên mạng chrome rồi đúng nhá. Đó, mạng chrome rồi, trước sau rồi. Ở đây phần lốp các bác nhá, lốp rất đẹp này. Nó được trang bị mâm đúc nhá, đã độ lên phần mâm đúc rồi, nhìn rất đẹp luôn đúng không ạ? Một mẫu xe còn khá đẹp và chất lượng luôn. Toàn bộ những cái phần này nó sơn zin luôn rồi nhá. Nó sơn zin luôn đấy ạ. Sau đây em mời bác em xem phần cốp ở đồ đằng sau nhé. Cốp ở đồ đằng sau đây, toàn bộ đây những phần lỉ nguyên bản này. Bên dưới khoang cái đồ đây. Đó, khá là rộng rãi luôn. Tôn vỏ này các bác nhìn này, nó rất đẹp luôn đúng không ạ? Cực kỳ đẹp luôn. Ra đây đèn ốp mạng chrome này. Đó, và đèn rất là sáng luôn. Sau đây em mời các bác cùng em xem phần khoang máy động cơ nhé. Máy lổ đại chất luôn ạ. Để phát ăn luôn này các bạn. Êm du luôn các nhá, lổ êm du luôn. Tất cả trong hóc cửa nó đẹp này cơ mà, các bác nhìn này, nó sơn zin này. Rất đẹp luôn. Máy lổ đại chất nhá, đại chất luôn ạ. Các bác nghe chưa? Đó, máy lổ êm du.
Máy móc thì hơi bẩn một chút thôi nhá, cái đấy thì vệ sinh sạch sẽ thôi. Quan trọng tiếng máy lổ rất là tròn tiếng luôn các bác nhé, lổ khá tròn tiếng luôn. Đấy các bác xem, kiếm được ken cha mà chất lượng nhá, chất lượng như thế vậy cũng rất là hiếm luôn các nhá. Sao không? Đó tổng thành xe Daihatsu Gencha các nhá. Một lượt em ô tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn gặp lại các bác video lần sau. Thân ái chào tạm biệt các bác.